看一下今天有什么生词呢？第一呢，我们有一个词叫广播，广播，动词，动词，发声，广播。广播发声呢？Đài phát thanh thì nó sẽ nói như thế nào? Chúng ta hay có cái câu là chào mừng quý vị các bạn đã đến với đài phát thanh Hà Nội hay gì đó đúng không? Từ đài phát thanh là sẽ dùng từ gì ạ? Quảng phu về Thái. Vâng, quảng phu đèn Thái. Và nó hay dùng cái này. Đấy, quảng phu đèn Thái. Duyên nắm quảng phu đèn Thái đúng không ạ? Rồi, con của túi xa chưa có truy dựa, đọc cho con câu này xem nào. Quảng bố để xua mình thêm bùa duyên khở lấn quay xe ta xuệ. Đây là ta duyên, không phải ta xuệ ạ. Ta duyên. Vâng, xem ý sự nhỉ? Quảng bố lý xua mình thêm bùa duyên khở lấn quay xa dữ. Vâng, nghe nói cái đài phát thanh, trong cái đài phát thanh nói là ngày mai thì nhiều mây có khả năng là sẽ có mưa. Vâng, vậy chưa ạ? Hoặc là xem trai đấy, xem trai tham ân trắng trắng gì đấy ạ, sang quảng trứng bua, trứng bua chúng ta có từ trứng bua là live stream đấy ạ, thầy nghe được khái niệm này bao giờ chưa? Vâng, hay là phát trực tiếp ấy, gọi là trứng bua nhá, trứng bua. Trứng bua live stream phát trực tiếp. Rồi, tiếp ạ, nhiều ý cái chữ treo tàu, tàu, chỉ có tung chứ, động từ. Nghĩa là gì ạ? Đổ hoặc là rót một cái thứ ra, một cái thứ dung dịch gì đấy ra nhé, thì gọi là tàu. Hoặc cũng có thể là một vật gì đó cũng được, đúng không ạ? Tàu dịch là đổ hoặc là rót. Ti nào. Con của túi xa ti chú ạ, câu số 1 là gì đấy ạ? Má Phan thì cái của tao thấy và tao bay cà phê là bay ạ, bay cái của tao bay cà phê ba. Vâng. Gì nữa ạ? Khuân xứ của lơ đúng không? Có từ đọc là khuân xứ của lơ. Khuân là gì ạ? Chứ là sẵn suy trao cái ý sự đấy, buồn ngủ ạ. Khuân xứ của lơ. Cô đợi thầy một chút để thầy tắt cái này thôi. Má Phan nỉ cái quả tao thấy pay mà pay thôi ạ, không phải nhá, tao pay cà phê, pay là cái cốc được ta, tao pay cà phê ba, phân phân sử của lơ, tôi có nghĩa là mày chết đi được, vâng, làm phiền bạn giúp tôi và làm phiền bạn giúp tôi rót nằm phiền bạn rót hộ tôi một cái cốc cà phê, tôi mệt chết đi được rồi, buồn ngủ chết mất nhá, khuân đấy là buồn ngủ ạ. Buồn ngủ chết mất. Rồi tiêu nào, nghĩ chẩn mơ và lý chẩn mơ khứa sâu tứa chơ mơ ly hai của cái lý tao bay và tao bay xoáy ba, có nghĩa là bạn sao mà ho nhiều thế và ho nặng thế và ho nặng thế. Tôi giúp bạn rót một cái cốc nước nhé. Vâng, được chưa? Đấy, thì chúng ta có từ tao nhé, rót. Ngoài ra này, ngoài nghĩa là rót ra, tao còn biểu thị một ý nghĩa nào đấy trái ngược lại nhé. Một ý nghĩa nào đấy trái ngược lại. Hoặc là gì đấy ạ? Đôi khi nó còn biểu thị cái ngữ khí đó là gì? Trách móc hoặc là chỉ sự nhượng bộ ạ. Đấy. Thế thì khi mà biểu thị ý nghĩa trách móc hoặc nhượng bộ, người ta hay dùng với ý nghĩa là tao sư. Tao sư. Thế còn ngoài ra nó còn có ý nghĩa là trái ngược lại, diễn tả một ý nghĩa là đấy trái ngược lại với dự đoán. Ví dụ như câu số 3 nào, mình thử đọc xem nào. Ủa ý quấy chua chu chu chưa quay khoai xia mấy sẵn tao tao mấy sẵn tao tao bị trí chưa thái man.
Mấy chàng tao tao bị chí chưa hái măng đúng không? Vậy đây cái từ tao thì mình dịch là cái gì thôi ạ? Không ngờ đấy, hay là lại cũng được, dịch là lại cũng được. Đấy, cái này mình sẽ tùy vào nghĩa của câu mình dịch. Tôi tưởng rằng là gì ạ? Chưa 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 chưa. Tôi tưởng rằng là ngồi taxi thì nhanh một chút, nhưng không ngờ rằng nó còn chậm hơn cả với là đạp xe. Vâng, đấy, thế là biểu thị ý nghĩa là trái ngược với cái dự đoán của mình, hay là những cái ý kiến này chúng ta tưởng rằng như thế nào, đúng không? Thứ hai còn biểu thị ý nghĩa trách móc nữa, ý nghĩa trách móc, ví dụ như câu 4 đây. Tí sư nào, tí sư chứ sẩm không? Nì xua tợ gì nhỉ? Đâu nỉ xua tợ tao sư chúng y chua chỉ lại cửa chiêu lán này lán này, tức là tôi bạn nói thì có vẻ bạn, bạn nói thì có vẻ là dễ nhưng mà làm thì rất khó đấy. Vâng, làm thì khó đấy, đúng không? Vậy tôi đưa ra cái ý nghĩa là có cái gì đấy nó hơi trách móc một xíu. Nói thì dễ thế thôi, đúng không? Nhưng mà làm thì khó đấy. Cái số 5 còn thể hiện ý nghĩa người ta gọi là nhượng bộ nữa. Ví dụ câu số 5 là gì nhỉ? Truy trắng trắng ta sư ý cưa háo chủ y chiêu sư chiêu sư thay gì ạ? Thay vẻ lớn rồi hình như lại có hiện tượng cản cú rồi. Và chiêu sư và chiêu sư khai quán là thay vẻ nhé, thay vẻ và thay và đi gì đấy, bạn lý trưởng thành thì dù sao thì cũng là một cái, tức là đây nó thể hiện sự nhượng bộ đúng không, tức là có thể là ai đó đưa ra một cái ý kiến là hay là chúng mình ví dụ nói là muốn truy trắng trống quán ba đi trưởng thành chơi đi, thì cái người này thể hiện ý nghĩa nhượng bộ một chút, nói là gì đi trưởng trưởng thành thì cũng là một cái gọi là chủ ý hay đấy, thế nhưng mà làm sao đấy đúng không, nhưng mà sao đây ạ? Chưa sức hay vẹn luôn một cái ý kiến hay nhưng mà lại rất xa, nhưng mà chỉ là hơi xa một chút, mà chỉ là hơi xa một chút, hơi xa một chút rồi ok thì chúng ta vậy thì khu huấn của mình chỉ giao chú ý trên lẻng cân xứ nhá. Đối với bài số 1 thì mình chỉ cần chú ý hai cái từ này con là được rồi ạ. Họ muốn khai xa khu huấn nào, khăn khăn nhiễm nhiễu sân xứ nhá, xem là từ mới có những cái từ mới bài khóa có từ mới gì không nào. Xem túi bên ạ, của xem sư xảo xa thì sư Anna nhá. 最近天气越来越凉快了，凤仪瓜草地上就会有一层厚厚的黄叶，看来秋天已经到了。这几天，这几天，香山特别热闹，水草，往水草，气温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 ，
tua chữ u tạ dê chữ tâu diếu ly biên tâu tâu diếu và tâu tâu diếu ly biên hoáng hua chữa biên húng si ỉn là hẳn tua diếu khứa chan quan chán mân diếu khứa chan quan diếu khứa và diếu khứa chan quan chán mân trinh thiên dễ truy khan khan ba. Nhìn khan, thiên sang tự yến, chín thiên khẩn tinh yếu đa yủy. Giải xua, xiang san, xiên sang sang, khan khủng yê tự rấn thay đô lợ. Giải mân cải thiên truy tráng chấm ba. Quảng bộ lý xua, na lý yế hiểu bu sảo chuan mấn khan khủng yê tự hào tì phang. Chân khở si, của hái xiang tua trao tiễn, xiang san tự trao phiên nạ. Truy trắng chứng tao sư ý cưa hảo chủ y na ủa mân mình thiên truy ba mình thiên khủng pa dễ bù xính mình thiên sư ủa ba tờ sân rư mấy quan si na ủa mân trái dê sư chiên dài dê sư chiên tuy thiên thiên chi dê nái dê lẳng khoai bằng lén khoai bằng tuy chín thiên chi dê nái dê lén khoai là phân ý qua chảo tợ san chiêu hơi tôi đọc là chảo ti san chảo bằng chảo ti san chiêu hơi diệu y chứng hâu 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 tợ húng dìa khan nái chiêu thiên ý trinh táo là
这几天象山特别热闹，随着气温的降低，那里许多植物的叶子都由绿变黄或者变红，吸引了很多游客参观。咱们今天也去看看吧。 Nǐ kān tiān shàng tà juǐn qīng tiān kěn bìng yǒu tā tā juǐ bà tā juǐ zài shuō xiāng shàn xiāng shàn shàng kān hóng yè tà rén tài duō lǎ chán men gái quy chang cheng gái quy chang cheng gái tiān nhé, gái tiān quy gái tiān là bằng với từ là hôm khác đấy, có nghĩa là hôm khác. Vâng, gái tiān vâng, gái tiān quy chang cheng ba quảng phu quảng phu lý xua na nỉ dĩa 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 bù xảo chuan mấn khan húng dê tờ hảo tì phạ. Trên cửa si, của hãy sẵn đua trao tiền xiang san tờ trao phên nở, chú chẳng chẳng tạo sư cơ hảo chủ y, mà bộ mình mình thiên chú ba. Mình thiên khổng ba dĩa bù xính, mình thiên sư ủa ba tờ sân dư. 没关系，那我们再约时间啊，你自己读一遍了。最近天气越来越凉快了，风一刮，草地上就会有一层厚厚的，一层有一层厚厚的黄叶。有，我读来过来。最近天气越来越凉快了。 Phân ý qua à chảo đi sang à chiêu huy yếu tẩn chấn hâu hâu tạ hoáng dê à khan nái chiêu thiên ý trinh tao là chưa chỉ tiên à xem san thưa bía dưa lao xoáy trợ à chi quân à tạ chiang ti à na nỉ sủy tua chữ u tạ dê chữ tâu yếu luy biên hoáng hua chữa biên húng si ín là hẳn tua yếu cơ chan chan quan chán mân chinh thiên dĩa truy khan khan ba nỉ khan bằng nỉ khan thiên sang tạ duyến chinh thiên khẩn tinh yếu yếu ta duy trái xua xiang san sang khan húng dê tợ rấn thai tua là chán mân cải thiên truy trắng chấn ba quảng phu lý xua na nỉ dĩa dĩu bu xảo chuan mấn khan húng dê tạ hảo tì phạm chân cửa si của hái xiảng tua trao trao tiễn trao tiễn xiang sang tạ trao phiên nặng truy trắng trấn tao sư ý cưa hảo chủ y na ủa mân minh thiên truy ba minh thiên khủng ba dĩa bu xính minh thiên sư của tạ của ba tạ sinh dự mấy quan si na của mình trái dê sứ chen trái nhá trái dê sứ chen mà trái trái dê trái dê sứ chen hảo phản ứng xem nào cái tiết trời gần đây thì càng ngày càng mát mẻ gió thổi cỏ trên mặt đất ấy cỏ thì gió thổi trên mặt đất thì có một cái lớp dày màu cỏ màu vàng rồi xem ra thì mùa ở đây thu... cái từ khoáng dê ở đây là gì đấy ạ? Lá vàng, cái này mình phải hiểu đây là gì? Lá vàng. Không ý qua tức là sao ạ? Gió thổi một cái là gì, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái lớp hay là tầng tầng lớp lớp cái lá vàng rất là dày, tức là lá rụng ấy ạ? Đấy mình mùa thu đấy mình phải tưởng tượng cái cảnh tượng đấy đúng không ạ? Đúng rồi nhá. Khi mà gió thổi thì trên mặt đất thì có tầng tầng lớp lớp cái lá màu vàng xem ra thì mùa thu đã đến rồi và mấy ngày hôm nay ở trên cái núi Hương Sơn đấy thì đặc biệt là rất là náo nhiệt tuy là nhiệt độ là giảm xuống xoáy trợ đây là cái gì ạ? Từ này là cùng với nhất cái từ này này xoáy trợ đây là cùng với cái gì đấy cùng với sự gọi là hạ nhiệt đấy ạ đúng không hay là sự giảm xuống nhiệt độ thì làm sao ta cùng với cái sự mà cùng với cái sự giảm xuống của nhiệt độ thì cái ở chỗ này thì rất nhiều các cái lá thực vật ấy. Lá của rất là nhiều loài thực vật thì bắt đầu sau ý là chuyển từ xanh loài vài loài thực vật thì từ màu xanh đã biến thành màu vàng hoặc là màu đỏ
thu hút rất là nhiều các cái khách mà tham quan chúng ta ngày hôm nay thì đi đến xem nhé. Bạn xem ngày hôm nay thì trời, bạn xem à, bạn nhìn cái mây của trời, bạn nhìn cái mây ở trên trời này, hôm nay thì khẳng định là có mưa to, thì lại trai nói chủ là ở đây trên, là hơn nữa à, hơn nữa à. Hơn nữa ở trên núi Hương Sơn đấy, thì xem có rất là nhiều người đến để xem cái lá đỏ đấy. Chúng ta đổi thành đi Vạn Lý Trường Thành đi, nghe cái đài phát thanh nói là cái chỗ này cũng có rất nhiều cái chỗ tốt để mà ngắm nhìn cái lá đỏ. Thì đáng tiếc quá, tôi vẫn muốn chụp nhiều cái tấm ảnh ở trên núi Hương Sơn một chút. Đi Trường Thành cũng là một cái ý kiến hay, thế nhưng mà chúng ta thì ngày mai đi nhé. Ngày mai thì sợ là không được rồi, ngày mai là cái sinh nhật của bố tôi, thế thì không vấn đề gì, thế thì chúng ta sẽ cái hẹn cái thời gian khác sẽ đi. Ok. Chi Chi nào, muốn nhiều ý cái thứ trong máu ạ. Máu là cái gì đấy ạ? Lông ấy. Nào. Máu, vâng, lông. Biểu sư máu y đấy. Máu y thì lại không dịch cái áo lông nhé, dịch cái áo len. Máu chim đúng không? Ừ. Cẩu máu, ví dụ như là nghĩa gốc của từ máu là lông này. Ví dụ từ cẩu máu dịch là cái gì đấy ạ? Lông chó. Vâng, đấy. Thế còn ví dụ có từ máu pinh. À, máu pinh thì lại dịch là cái gì? Pinh mình thường nghĩa là bệnh đúng không ạ? Ừ, máu ở đây thì là gì? Cái lông, nhưng mình không dịch là bệnh lông được, mà mình dịch là cái gì đấy ạ? Tức là để chỉ những cái bệnh gì đấy nó rất là nhỏ nhặt thôi. Hay là mình dịch ở đây thường là cái này hay để chỉ một cái lỗi gì đấy nó nhỏ nhặt. Đấy thì gọi là các máu pinh. Lỗi nhỏ hoặc là các cái tật xấu ấy ạ. Đôi khi các cái tật xấu người ta cũng có thể hiểu đây là một loại máu pinh đấy ạ. À. Đấy nhá, cái từ máu pinh này có thể dịch là lỗi nhỏ này, hoặc là một cái tật gì đấy nó không được tốt thì gọi là máu pinh. Đấy, cái từ này thì chúng ta cũng hay gặp này. Ví dụ câu ví dụ này là sao? Trấn chúng huy bằng dẫn chúng huy diệu ý xia xảo máu pinh suy giao cả ý cải. Người thì con người ta thì luôn có những cái nỗi nhỏ thì cứ cần phải thay đổi một chút. Vâng, đúng rồi, cần phải sửa đấy. À, con người luôn luôn có những cái lỗi nhỏ, luôn luôn có những cái thói quen hay có những cái tật xấu gì đấy mà cần phải sửa, đúng không? Đấy thì gọi là các máu pinh. Tiếp theo, có nhiều cái chữ treo bao, động từ ôm ấp bao. Ôm ấp. Rồi, ví dụ câu này là sao ạ? Nó có cái nghĩa mà có cái nghĩa thứ hai như cái tiếng Hán của nó có nghĩa là bao hàm, không có ví dụ bao hàm ấy. Bao khua, có cái từ bao khua nhưng nó không viết thế này ạ. Bao quát đấy cả. Con xem này, xem lại từ bao khua. Vâng, bao quát bao hàm đấy ạ, bao khua. Nhưng mà cái từ bao khua đấy nó sẽ không có cái bộ tài gầy ở đầu đây ạ, nó chỉ có cái chữ bao ở đằng sau thôi. Trong cái chữ bao hàm đấy. Của che tợ, xéo cẩu bù chỉnh khở ai, ớ chỉ hái hẳn trung mính, và trung mính, thung mính chứ cô nhỉ? Vâng, trung mính ạ. Thung mính, mẩy sư chán tao ủa tâu, giao giang ủa bao ý bao tha. Tức là cái con chó của nhà tôi không những là đáng yêu, mà còn rất là thông minh. Mỗi lần mà nhìn thấy nó thì tôi đều là muốn là ôm ấp nó. Rồi. Đều là muốn để cho tôi chứ, đều mỗi một lần mà nhìn thấy tôi nhé, thì đều là muốn tôi. Đúng rồi. Đều là muốn tôi ôm ấp nó cơ mà. Đấy. À, tôi giao rau ngủ đấy, ý là như kiểu rau ngủ là bảo tôi đúng không, bảo tôi gọi là ôm ấp nó mà. Em đã nhà thầy đi bệnh viện hôm nay rồi. Đó, tiếp lại chúng ta có từ can.
Mày sư lý giang tha can sơ mơ tha chiêu xem đấng kinh tổng lý tạo hoa ý giang truy chua. Mỗi lần mà bạn bảo nó làm cái gì, thì nó sẽ thì nhé, thì nó giống như là thì nó giống và thì nó giống như là hiểu được bạn nói gì và làm như thế và làm theo, đúng không ạ? Vậy thì từ cam đầu tiên nó sẽ bằng nghĩa với từ chua đấy ạ, đúng chưa nhá? Nhưng mà cam nó hay dùng trong văn nói nhiều, hay dùng trong văn đời sống nhiều. Làm một cái việc gì, ngoài ra còn có thể hiểu ý nghĩa là dấn thân vào một cái sự nghiệp gì đấy, đúng không? Hay công việc hay hoạt động gì đấy, nghe nó ghê gớm. Tóm lại vẫn là làm một cái công việc gì, làm một cái hoạt động gì đấy cũng được đấy. Ví dụ câu số 2 nào. Để chưa phiên tao 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 phiên tao và để chưa phiên tao tao sửa tứa hấn hảo thì hầu giao chi suy mũ lì, tức là cái bản báo cáo này là bạn viết rất là tao tao là báo cáo của nhỉ? Vâng, báo cáo được ạ. Vâng, cái bản báo cáo này thì viết rất là tốt, thế sau này thì cần phải tiếp tục mà cố gắng lên. Bằng xia xia lĩnh ở đấy mình chưa đọc cái câu cuối, xia xia lĩnh của ý tinh huy hảo hao can tận, tức là bằng cảm ơn ngài, cảm ơn sếp, tôi sẽ nhất định là sẽ là làm thật là tốt. Can tận can cung chua tạ sứ hầu ý tinh giao chân chân sử chi mà chữ si bằng chữ si suy suy chủ y giao bằng giao chủ y tao chi hoa chi hoa chứ không nhỉ, chi hoa sang tợ bằng chi hoa bằng chi hoa sang tợ mấy ý cưa tợ phan ti phan khu chứa và phẩu chứa chứ không nhỉ, phẩu chứa chiêu hẳn chúng y chu quân thí. Khi mà làm cái công việc gì đấy nhất cần nhất định là phải là chăm chỉ tỉ mỉ, cần là chú ý về cái kế hoạch, cần phải chú ý đến là cái chúng ta phải dịch cái từ mẩy cứ ti phang trước ạ. Chúng ta cần phải chú ý gọi là từng bước ở trên cái kế hoạch đấy, hay là mỗi một điểm ở trên kế hoạch đấy. Nếu không thì nếu không thì sẽ rất dễ là xuất hiện cái vấn đề. Xảy ra vấn đề, được chưa? Đấy nhá. Ngoài ra này, can ngoài là động từ mang nghĩa là làm ra, làm ra này, can còn được sử dụng một tính từ nữa ạ. Và khi là tính từ thì nó mang nghĩa là khô nhá. Đó, khi mang là tính từ mang nghĩa là khô. Ví dụ, chưa chỉ thiên, thiên chi hẳn can. Mấy ngày hôm nay thời tiết rất là khô, hanh khô ấy ạ. Đấy, thì có thể dùng từ này cũng được. Ngoài ra, can mà có thêm cái âm uốn lưỡi. Này, can có âm uốn lưỡi thì nó lại biến về danh từ để chỉ một cái thực phẩm khô nào đấy. Ví dụ như là bọn trẻ nó hay thích ăn mấy cái món như là thịt bò khô này, đấy, hay là gà khô, lá chanh gì đó đấy. Thì mấy cái món mà kiểu nó sấy khô lên ấy, thì người ta sẽ dùng là từ can, nhá, cũng dùng là can. Ví dụ như niếu râu can, niếu râu là thịt bò đấy ạ, niếu râu can thì dịch là thịt bò khô, đúng không ạ? Đấy, hay là chi râu can. Ví dụ như là phịnh suối của can cũng được. Suối của can thì mình dịch chính là dạng ô mai đấy ạ. Cái đấy nó chính là ô mai của mình đấy. Đấy. Và ma, băng của lá théo. Lá théo máu chim. Vâng, lá théo máu chim. Ngoài men rủy chân ta. Yêu và yêu quang chim. Thì tài sản và tài sản nơ ba. Thấu pha tâu sư lơ sư lơ, ồ đây là chữ sư à, vàng sư là ướt đấy ạ, vàng sư là xiên bằng xiên bả thấu pha sái can đấy quỳnh, tha can, ồ thế à, tha à. Can tha viết tha là ca ấy ạ, đây phiên âm của nó là ca, tha can lau khô đấy ạ, từ lau đấy ạ, tha cha vàng cha vàng cha can. Phía Cảm Mau là mẹ đúng không, lấy giúp con gì nhỉ, y thiếu máu chim,
Vâng. À, mẹ. Vâng, mẹ. Giúp con lấy cái khăn, lấy cái khăn lau đi, lấy một cái khăn lông cô. Vâng. Chẳng nhẽ lại khăn khăn lông à? Khăn À đúng rồi, phải khăn khăn lông một thôi hoặc khăn khăn mặt khăn. đấy, mình có thể hiểu là cái khăn khăn mặt khăn lau thôi được. Vâng. Không, tại vì bên và bên ngoài này. Bên ngoài thì trời bên bên ngoài thì mưa rất là to rồi, to to thế, bên ngoài mưa mưa to lắm. Nói nhanh lên, thầy đang công việc, tắt máy đi rồi cứ gọi làm gì. Alo. Lại quên, nhớ mang theo ô à. Đấy, đầu thì bằng ban đầu mới Đầu gọi là tóc đấy, nên dịch là tóc ạ, tóc tai đầu hay là đầu tóc ướt hết cả rồi hãy gì đầu đây, tóc ướt hết hết cả rồi thì trước tiên là hãy lau khô lau khô vầng lọng, lau khô đầu tóc đi, đừng để bị cảm đấy. Chưa chiên nây can à? Chưa chiên nây can, quay tao chân vú chua đây là gì ạ, chưa níu hai râu can can nhé, đọc lại này, chưa níu râu can thịt màu khô đấy ạ. à bằng chưa ô thì chưa níu râu, chưa níu bằng chưa níu râu can, quay tao chân vú chua chai nả mãi tật bằng vú sư của mãi tật sư của nán thắng hiểu chúng lão che chí cua gì? Đây là chí cua cô nhỉ, Vâng, chí chi ạ, cua đọc lái, là chi cua lái. à, chí cua lái ta, cái mùi vị của cái thịt dê này, của thịt dê, của thịt bò hay thịt dê à cô, thịt bò chứ nhỉ, Thịt bò níu ạ, râu bò là thịt khô bò, ạ, vâng. à, cái mùi vị của cái thịt bò khô này thì rất là ngon. Thế bạn mua ở đâu đấy? Không phải là tôi mua mà là cái lão, lão che Sư của nám thắng mang hiểu đến chúng lão cha là ở quê đấy ạ, ý là bạn trai tôi gửi từ quê lên. à lão lão che đấy, À. thế bằng bạn bạn trai tôi gửi từ quê lên À. Đấy là chúng ta có từ cam đúng không ạ? Đó. Tiếp theo nào, cũng hiểu ý cơ chứ cho nán sâu, nán sâu. nán sâu. Sư biểu sư y dũng thì đấy ạ, xin chín đấy ạ, đây là một loại tâm trạng. Khó chịu. Nán sâu. Ví dụ câu này là sao ạ? Vâng. Trai nỉ san xin hứa nán sâu tạ sứ hâu, tha chủng sư y chứ thấy thì trợ nỉ thấy của nỉ thấy thấy trợ nỉ. Vâng, thấy chuyện gì? Vâng. Khi mà bạn là đau buồn hoặc là lúc mà bạn đang đau buồn hoặc là khó chịu đấy thì nó luôn là thì nó Nó luôn 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 sẽ sẽ gọi là cần ở cần bên cạnh bạn đúng nó không? luôn luôn bên cạnh bạn, Mà ví dụ như là hỏa phây và hỏa phây cảm mau là ví dụ thai nán sâu phải không, tức vâng, là tôi bị tôi bị cảm rồi cảm khó thấy chịu rất là quá khó chịu cũng được, vâng đúng rồi, đây có thể nói về cảm nhận đúng không ạ? mà thiên chi chưa bơ rưa nán sâu sự là và thời tiết hôm nay nóng quá khó chịu chết đi được. Đây, được chưa ạ? Tiếp theo nào, cũng khai san nơi đúng nhá. Khai san không vấn đề nơi đúng ạ. Nì tợ chưa chưa ta khơi cầu, máu chân theo leo, ở chỉ ở chưa một trung lính, mẹ chưa chen lở, tôi chẳng bao ý bao tha. Cậu xưa hẳn thung mình tợ tung u chữ gieo sao quay bằng Quên mà. sao sao quay hoa tiện tợ sứ chen treo treo tha tha chiêu đấng xế huê hẳn tua tung si.
听你这么一说，我现在也想养一只狗了。每次你让它干什么，它就像能听懂你的话一样去做。你叫它是不是用了什么特别的方法？ Giao rằng tha quán chấm ý xe dân u chữ treo y sư chỉ treo bằng chữ treo y sư sư bú câu tạ in cai mai xin tạ ý biên tạ treo cậy tha sự tha xú si bằng xú si rán hâu tha chiêu huy gián cưa an trao nỉ tạ giao chiếu chua là khá lái mấy yếu chẳng đã nằm ở rủ nghi cậu sư của mân tạ háo phấn dạo tha lấn thinh tụng dẫn tạ hoa minh bái dẫn tạ xin chính trai nỉ xin nỉ nán sâu tạ sứ hậu tha huy y chứ thấy trợ nỉ nỉ tạ chưa chỉ ta hay chưa ta hay cẩu máu chân theo leng ở chỉ ở chưa mơ trung mình mày sư bằng mày sư xem là tâu chẳng bao ý bao tha cẩu sư hẳn trung mình tạ tông u chỉ yào sao vây hoa điển sứ gian chào chào tha tha chiêu nấng xứ huy hẳn đô tông xì thinh nỉ chưa mơ ý xua của xem trai dĩa xiảng chẳng ý chư cậu là mày sư nỉ rang rang tha can sử mơ tha chiêu xiang nấng thinh tủng nỉ tạo hoa ý rang truy chua nỉ treo tha sư đủ sư dung là sử mơ thơ bế tạo phang phả Yào rang tha hoàn thành y xie rân u chỉ treo ý sư sư bú câu tạo 应该耐心的一遍一遍的教给他，使他熟悉，然后他就会严格按照你的要求做了。看来没有想的，那么容易。啊，狗是我们的好朋友，它能听懂人的话，明白人的心情。在你心里难受的时候，它会一直陪着你。啊，你的。 这只吧，你打这只吧，对吧？你打这只大黑狗， máu chân theo leng, ở trẻ chưa mơ trung mình, mày sư chen là, đâu chẳng bao ý bao tha. Cậu sư hẳn trung mình tạ tung u, chữ giao xeo quay, hoa tiễn, sứ chen treo treo tha, tha chiêu lấn, xuế huy hẳn tua tung si. Thinh nỉ chưa mơ ý xua của xem trai dĩa chẳng chẳng ý chư cẩu là mày sư nỉ rằng tha can sự mơ tha chiêu chẳng nấng thinh tụng tha chiêu chẳng nấng thinh tụng nỉ tạo hoa ý rằng truy chua nỉ treo tha sư bố sư dung là can dung là sở mơ thơ bía tợ phan thả gieo rang tha hoán chứng ý xe dân u chữ gieo y sư chữ treo ý sư chỉ treo ý sư sư bố câu tợ in cai nai xin tợ ý bên tợ treo cậy tha sử tha xú si rán hâu chiêu huy gián cưa an trao nỉ tợ gieo chiếu chua là khăn nái mấy yếu chẳng tạ na mơ dũng y cậu sư của mình tạ hảo phấn yêu tha lấn thiên tụng dẫn tạ hoa minh bái dẫn tạ xin chính trai nỉ xin nỉ nán sâu tạ sứ hâu tha huy y chứ thấy trợ nỉ cái con chó to màu nông màu đen của bạn đấy thì rất là đẹp, mà không những là nó rất là đẹp mà nó còn rất là thông minh. Mỗi lần thấy nó thì đều muốn mà ôm ấp nó. Chó là động vật rất là thông minh, chỉ cần
là bạn đấy chỉ cần là bạn bỏ cái thời gian một chút dạy nó thì nó có thể làm được rất là nhiều thứ. Thì nghe mà bạn nói như vậy thì tôi cũng muốn nuôi một cái con chó. Mỗi lần đấy bạn bảo nó làm cái việc gì thì nó thì giống như là nghe được bạn nói và làm giống y như thế. Bạn dạy nó thì có cái phương pháp đặc biệt gì không? Muốn mà nó hoàn thành cái một cái nhiệm vụ ấy thì chỉ dạy một lần thì không có đủ, thì nên phải kiên kiên trì mà dạy rất là nhiều lần, mà dạy rất là nhiều lần cho nó thì khiến cho nó là thuần thục đi, thì về sau là nó sẽ nghiêm túc thực hiện nghiêm 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 túc thực hiện những cái bước mà bạn bảo nó làm. Thế thì xem ra nó cũng không giống như là tôi nghĩ, và xem ra là cũng không giống giống như là tôi nghĩ đâu. Chó là một cái người chó là bạn tốt của chúng ta thì nó có thể là hiểu được chúng ta nói gì, cũng nó có thể hiểu được nói là chúng ta nói gì, hoặc là cái tâm tình, hiểu được cái tâm tình của con người ở trong khi mà bạn Tâm trạng có cái sự mà khó tâm tâm trạng khó chịu trong, và khi mà tâm trạng mà bạn khó chịu ấy, thì nó sẽ luôn ở bên bên cạnh bạn. chị ạ. Bên trai mấy hiểu hái sự tạo rấn đúng không? Tham ăn trắng trắng giáng cẩu, bây giờ giảm mau đấy. Rồi những người không có con là thường người ta cứ hay nuôi chó với nuôi mèo đấy. Tiếp nào, nhiều những cái thứ treo thẳng à, thẳng thẳng ở đây thì nó sẽ hay làm lượng từ cho các cái chuyến đi ạ. À, mình hay nói là truy ý thang, khuấy ý thang, lái ý thang, à, đi đâu một chuyến, về đâu một chuyến, làm lượng từ cho các chuyến đi ha. Chuyến, ví dụ câu số 1 nào. Thế thì thang ở đây nó là động lượng từ à cô? Vâng Alo? ạ, đúng rồi, nó gọi là động lượng từ đấy ạ. Bảng sang cơ duê của chi là thang, bảy trinh tung u duyến, na nỉ dê diểu, ú bãi, trục tung u. Cái tháng trước ấy, tôi đi một chuyến đến cái vườn động vật ở Bắc Kinh ấy. Trong cái vườn động vật là trong cái vườn mà động vật này trong cái vườn động vật này ước có khoảng độ 500 cái loài động vật, Vâng. các loại động vật, và của Yeah. giao chu và của giao chu thang cha nỉ lấn bang của Hai treo nhé, cư đọc lại ý chỗ này cha. này. Của giao chu thang trai, cái từ này bình thường mình có từ chu trai là công tác, cái chu thang trai có nghĩa là đi công Thang tác cha. một chuyến mà. Ô, nhưng mà sao lại rất hay nhầm với cha bú tua ấy. Cha Cái cha từ này chính là trong từ tra vú tua, nhưng mà trong trường hợp này nó lại đọc là trai cơ ạ. Chúng ta có từ chu trai nhé, là đi công tác này. Thế còn từ này phải đọc là gì đấy ạ? À, trai. và của giao chu thang trai, và của giao chu thang trai nỉ lớn tăng của treo cu ý xe của tờ xéo cỏ mà Và bạn cần ra 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 bạn bạn cần đi một chuyến nào cô? tôi chứ ạ, ý là tôi cần phải đi À, công tác một chuyến thì bạn có thể giúp à, tôi làm sao nhỉ? à tôi cần phải đi công tác một chuyến thì bạn giúp tôi chăm sóc hộ cái con chó của tôi được không? Mã sang chiêu gieo thang tủ Chủ gì sang ạ? Chủ cha nhé, phan chủ tủ cha là nghỉ hè đấy ạ. tủ cha, và chủ cha là lý dạo sớm mơ an thái mạng. Và khi mà đến cái kỳ sắp đến cái kỳ nghỉ rồi, sắp sắp đến cái kỳ nghỉ hè rồi, thì bạn có cái kế hoạch sắp xếp gì không, bạn có cái dự định gì không cũng được, an thái thì cũng là dự định đấy, dạo lý dạo sớm mơ tả xoan cũng được cô nhỉ. À. Và
của tả xoan xin với ý, ý thang ý thang cha ý thang cha khan khan của lại lai gián hâu với xế xeo chuẩn bị dán chiêu sân khảo sư. Tôi có dự định trước tiên là quay về nhà một chuyến, về nhà một chuyến để thăm non bà nội của tôi, để thăm với bà nội của tôi, về sau thì sẽ trở lại trường để chuẩn bị thi thạc sĩ. Rồi ạ, dán chiêu sân. Vâng. Thế ở đây người ta đi phân biệt cho chúng ta giữa từ thăng và từ xưa. Cái từ thang ấy thì thường là gì? Nó sẽ nhấn mạnh về số lần, nhưng mà cái lần ở đây là thường là lần đi lại thôi, tức là nó sẽ liên quan đến các cái vấn đề là có cái sự di chuyển, chuyển động ở đây. Đấy. Thế còn sư ấy ạ thì không cứ gì là nhấn mạnh đến hoạt động đi lại. Nó có thể là nói về hoạt động đi lại, nhưng nó có thể là bất cứ một hoạt động nào khác nữa. Ví dụ như ăn một lần đúng không? Uống một lần. Đấy thì cái ăn uống đấy nó cũng là hoạt động, nhưng nó không phải là hoạt động liên quan đến đi lại. Nhưng mà thang thì thường là gì? Chỉ nói đến những hoạt động đi lại thôi. Đi đâu một chuyến này, hay là về một chuyến này, đến đâu một chuyến. Đấy, thì đấy là cái sự khác biệt thứ nhất giữa cái từ thang và từ sư, đúng không ạ? Ví dụ câu số 1 đây, câu số 1. Vâng, huế nái tạ lưu sang của Xuân Pian truy là thang dín háng. Trên đường. Trên cái đường mà trở về, thì trên cái đường trở về tôi thuận tiện đi ngân hàng một chuyến. Rồi, xào sư hâu. Dạ, vâng, xào sư hâu. Dạ, dìa cha. Giờ chưa cha bố tua mấy cơ duê tâu băng ủa truy khan ý sư trinh truy. Tức là khi còn nhỏ thì ông tôi gần như cái tháng nào cũng là đều là đưa tôi đi xem kinh kịch một lần. Tiếp ạ, thế còn sư thì làm sao đây ạ? Người ta nói đây này, sư thì diễn tả vào những cái hoạt động khác để chỉ số lần thực hiện, chứ nó không nhấn mạnh về cái vấn đề đi lại, đúng không? Vẫn là ý đấy thôi, vẫn là ý đấy thôi. Đấy, ví dụ như là hỏi này, đúng không? Hỏi một lần, nói một lần, xem một lần hay thảo luận một lần gì gì đó, thì những cái này mình không thể dùng thang được. Thang tóm lại là thang chỉ dùng cho đi lại thôi. Còn lại tất cả các hoạt động khác nào nếu mà nói là thực hiện mấy lần thì mình đều dùng sư, đúng chưa? Đấy, ví dụ cô bên dưới nè. Để chưa mơ cháo chí truy nã ủa càng trái treo hoặc treo là lý ném sư lý ném sư chứ lý lẻn sư lý lén si đâu lý lý lén si sư chứ lý lén sư lẻn sư ạ. Vâng nhá, bằng lẻn sư trái của càng trái treo lên lý lẻn lẻn sư đấy. Thế thì thầy đọc là lý lẻn sư chứ nhỉ? Lý lẻn sư lý lẻn sư lý tâu mấy kinh tao. Câu này hiểu là gì ạ? Bạn sao mà lo lắng đi chỗ nào thế? Tôi vừa mới gọi bạn hai lần thì bạn đều là không có nghe máy. Không phải là nghe máy đâu mà bạn đều không nghe tiếng thôi, chứ không phải là nghe máy ạ. Không nghe. Đi đâu đấy thì trông rất là vội vàng, mình gọi với nhưng mà người ta không nghe, người ta cứ đi thôi ạ. Ý là như thế ạ. Đấy. Thế ngoài ra này, thang còn dùng để làm lượng từ cho các cái lượt chạy của tàu hỏa hoặc là xe buýt ạ, nhá. Thang đấy, có thể dịch là một tuyến cũng được, một tuyến hoặc một chuyến ấy. Cái này hay dịch là tuyến hoặc là chuyến. Thế còn chư thì nó sẽ không dùng làm lượng từ cho các cái kiểu chuyến xe như thế này. Ví dụ câu bên dưới ạ. Phu chiên diếu hảo, phu chiên diếu hảo, diếu hảo thang cung cung. Cái từ này là chỉ đấy, cái chữ chỉ đấy, nó bị mất một ít ở trên đầu đi đấy. Đấy là chữ chỉ sau chứ học là chữ chỉ đấy. Thầy thấy nghi ngờ mà. Vâng. Tại vì là nếu mà phải cho chỉ vào đây thì nó mới có nghĩa được mấy chuyến mà. Phu chín diếu hảo, chỉ thang cung cung chi chưa tâu lứng, tao ở cung chua tạo cung sư. Tức là gần đây thì có mấy cái chuyến xe buýt đều là có thể đến được cái công ty của chúng ta. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là chỗ nào có thể điền sư điền thang nhé. Ví dụ câu số 1 đây, câu số 1 thì người ta nói có thể điền cả thang cả sư đều được. Nếu mà thang thì dịch là chuyến, còn sư thì dịch là lần. Sư thì nó sẽ sử dụng rất là rộng rãi, nó có thể cho cả đi lại được, nhưng có thể cho các động từ khác, đúng không? Câu số 1 đọc là gì ạ? Vâng ạ.
Câu số 1 là truy nén phang phang trợ tre này. Truy nén phang phang trợ tre tợ sứ hầu của truy là ý thang và ý thang phải trinh tung u duyến. Năm ngoái thì cái lúc mà được nghỉ hè năm ngoái tôi đi một chuyến vườn động vật ở Bắc Kinh. Rồi ạ. Thế câu số 2 ạ. Câu số 2 ở đây người ta nói là gì thôi ạ? Điền câu thang. Câu số 2 là đi vào. Vâng. Đây là nhấn mạnh về cái luật đi lại đúng không? Của mân truy thang. Chào sư ba, minh thiên, chu truy quán. Tứa mặt, mái thẻn. Thính can hứa, miên bao. Bình can hứa men bao. Chúng ta đi một lượt siêu thị nhé. Ngày mai thì đi chơi thì phải mua một cái ít là nước sạch cái thằng cô, tức là nước lọc đấy, nước lọc và bánh bao và bánh mì. Bình can đây không phải nước lọc đâu ạ, bình can đây là bánh quy nhá, bánh quy ạ. Bánh bao là bánh mì. Vâng, bánh quy và bánh mì. Vâng, trung ủ của cái nỉ tả là háo chỉ sư. Thế thì háo chỉ mấy lượt mà tháo không, thế thì cái đèn là điền là sư. Vâng đúng rồi. Tả đây háo chỉ sư tiên hoa. Vâng, háo chỉ sư tiên hoa. Lý trở mơ tôi chưa nào, tức là buổi trưa hôm nay tôi đã gọi bạn mấy lượt, tôi gọi điện thoại cho bạn mấy lượt, bạn sao mà đều là không nghe máy thế. Thế thì ở dưới phải điền là tham. Tha mấy can bằng tha mấy can sang cản bằng tha mấy cản bằng tha mấy cản sang chơi hâu ý tham cung cung chi chưa chữ hảo chua chua chu chu chưa quấy che là anh ấy không có cản đây là sao lại quên bắt kịp à bà, đúng rồi anh ấy không có bắt kịp cái chuyến xe mà chuyến xe buýt cuối cùng anh ấy không không có bắt kịp cái chuyến xe buýt cuối cùng thì đành phải ngồi chữ hảo là đành phải cô nhỉ đành phải ngồi đành phải đi taxi quay trở về nhà và si húng là cà chua đấy cô nhỉ si húng sư ạ này đọc là si húng sư si húng sư bằng si húng húng sư chi tam thang đúng không si húng sư chi vâng si húng sư sư chi tam thang tợ chua phả chua phả thấn triển tam của bảo chân nỉ ý sư và ý sư chiêu lấn xuế huy là cái canh cà chua trứng ấy, khi mà làm cái canh cà chua trứng đấy cách làm cái canh trứng cà chua đấy thì rất là dễ thôi, tôi đảm bảo là một lượt thì bạn sẽ học được ngay. Ok, tiếp theo ạ, chúng ta có từ du khẩu ạ, lối vào hoặc cổng vào nhé, gọi là du khẩu. Ví dụ nào, câu này là gì đấy ạ? Cung nhuyễn gì nhỉ? À đây rồi, vâng, dạ. Cung nhuyễn du khẩu, vâng. Cung nhuyễn du khẩu, vâng. Cung nhuyễn du khẩu. Khẩu chu thái tuy nhé, thêm từ thái tuy vào thái tuy và thái tuy cung nguyễn du khẩu chu
thái tuy thở rấn thừa phía tua của gieo tẩm sứ ủ phân chung trái nấng mãi tao theo cái người mà xếp hàng ở cái cổng công viên thì rất là nhiều, tôi phải đợi 15 phút thì mới có thể mua được vé. Rồi, đây. Thì chúng ta từ du khẩu tiếp ạ. Khúa pua. Khúa pua ở đây là một cái tính từ miêu tả về tính cách ạ. Sinh cứa đấy ạ. Rất là hoạt bát nhanh nhẹn, đúng không? Gọi là khúa pua. Khúa pua và hoạt bát nhanh nhẹn. Khúa pua. Nào, ví dụ câu này là sao? Tung u duyên mỹ tạ súng mau. Hâu chữ và hâu hâu chữ tâu hẳn của pua của dân cậy tha mân hẳn pua chư tạ tung si, tức là trong cái nguồn động vật ấy, à phải dịch là thế này, tức là khỉ và gấu vũ trúc trong cái vườn động vật ấy rất là hoạt bát, tôi vứt cho chúng nó rất là nhiều các cái đồ ăn. À, gấu trúc này hay là khỉ này, đúng không? Trong vườn bách thú thì đều rất là hoạt bát, tôi ném vào chúng rất là nhiều đồ ăn, ví dụ thế. Thì đấy là chúng ta có từ khúa pua. Ông thầy xem đây nhá, xem nội dung của bài này là gì đây. Bài ngày hôm nay chủ đề đó là dấn mỹ sư rán đấy, con người và tự nhiên đấy. Đấy, người ta giới thiệu rất là về tự nhiên. Sang cơ yue của chuy là thang bể trinh tung u yuán, na lỉ yue yếu ú tái chủng tung u, thinh tảo yếu xua, bể trinh tung u yuán sư Yà Châu, Yà Châu đây là châu Á đấy ạ, sư Yà Châu zui ta tờ tung u yuán chư y. À, truy nén thang sủ che tạ sứ hâu của dĩa truy của ý sư của chai nã khan nơ ma súng mau láo hổ tận tung u của thưa phía sĩ quan súng mau khở si tha mân tang sứ ta tua chai xoay treo. À, 我去的那天正赶上六一儿童节，许多父母带着孩子去动物园，入口处排队的人很多，动物园里热闹极了，熊猫们也变得特别活泼，我还给他们照了不少照片呢。 Ta chúng nào sân chữ phang phang tờ gian chữ khở ai chí là và khở sư gì ạ? Yang zi ke ai ji le. Bu guo ta men shu liang bu duo, xian zai quan shi jie yi gong cai you 1000 duo zhi ba. À, yi qian zhi yao Trung Quốc yao ta chúng mao quay là biểu sư phấn phân hảo và yếu hảo chứ yếu hảo chúng y chịu bổ chi nén khai sự Trung Quốc bả ta chúng mao chua quay nỉ u sung cải trí tha ý xe của che xem trai hẳn tua của che tợ rấn mân trai phận của tâu lấn khan tao ta chúng mau là sang cơ duê của truy và sang cơ duê của truy là thang bảy trinh tung ưu đoán na nỉ dê dê diểu ố bãi chúng tung u thinh tảo diếu xua bảy trinh tung u đoán sư Gia Châu chơi ta tạ tung u yuán trị chữ y. Chuy nén phang sủ cha tạ sứ hâu, ố yể chuy qua ý sư, ố zai na khan lở mã, súng mau, láo hủ tẩn tung u, ố thơ bế xỉ khoan súng mau, khở xí tha mân tăng sứ đa đua zai xuê chào. Ố chuy tạ na thiên chân cản sang liêu y ở thúng chía, chủy tua phu mũ, tai trợ hái chữ truy tung u duyên rú khẩu chu và du bằng du khẩu chu du khẩu chu thái tuy tợ dẫn hẳn tua tung u duyên mỉ dưa lao chỉ là súng mau mân dĩa bên tứa thưa bía húa cua của hái thấy tha mân trao là bu sảo trao phiên là ta súng mau sưng à ta súng mau sân sự phong phong tợ, yang dự khở ai chí lơ. Bố cua, tha mân sâu leo bố tua, xem trai, chuyến sư chia, ý
ý cung trái hiểu ý khen tua chỉ ba chữ ba chữ nhá y chen tua chữ ba y y chen bằng y chen tua chữ ba y chen chữ hiểu Trung Quốc hiểu Đa Sùng Mao vì là biểu thị hữu hảo Từ 1957 khai sử, Trung Quốc bả Đa Sùng Mao cho vị lễ vật xung bể chi ta y xiêu quốc gia. Hiện tại, hẳn đô quốc gia tờ nhân mân tại bản quốc đô nâng khan đao Đa Sùng Mao lở. À, sẽ thử biên ạ. Sang cơ duy, của truy là thang, và của truy là thang Bảy Trinh Tung U Yuan. Na nỉ dê dê diểu, ủ bãi chủng Tung U, thình tao diếu, xua Bảy Trinh Tung U Yuan. Sư Gia Châu Chuy Ta Tung U Yuan Chư Y Chuy Nén Phang Sủ Chia Tạ Sứ Hâu Của Dịa Chuy Qua Ý Sư Của Chai Nả Phan Nơ Mạ Nả Phan Phan Nơ Mạ Súng Mao Láo Hổ Tẩn Tung U Ủa Thơ Bía Sĩ Hoan Súng Mao Khở Chi Tha Mân Tăng Sứ Ta Tua Chai Xuy Chèo của truy tợ là thiên trân cản sang nêu ý ở thúng chía ở thúng chía ở thúng chía ở thúng chía thủy chưa ở bằng ở thúng chía thủy số bằng số số tua bằng thủy bằng bằng thủy thủy tua khu mổ tai trợ hái chữ truy tung u yến du khẩu chu rú khẩu chu thái quay tạ dẫn hẳn tua tung u chuyển nỉ dưa lao chỉ là súng bao mân tha biên tứa thưa phía phố cua dạ bằng dạ dạ biên tạ thưa phía phố cua của hái cậy tha mân treo là bu xảo trao phiên nợ ta súng bao sân thị sân sân chữ phang phang tạ giang chữ khở ai chí là bố cua tha mân sâu leo phú tua sen trai chuyến sư chia ý cung trái diệu y thiên tua chư ba ỷ chén chứ diệu Trung Quốc yếu hẳn yếu ta chúng mau quay là biểu sư yếu hảo chúng y chiếu ủ chi nén hai sự Trung Quốc bả ta chúng mau chua quấy nỉ u sung kỷ tha chí chí ta ý xe của che xem trai hẳn tua của che tợ rấn mân trai bẩn của tâu lấn khan tao ta chúng máu là okay. Tháng trước ấy, thì tôi đi một chuyến đến thăm vườn động vật ở Bắc Kinh công viên vườn bách thú đi vườn bách thú của Bắc Kinh thì trong cái vườn bách thú này thì có khoảng là 500 các cái loại động vật thì nghe hướng dẫn viên nói rằng là cái công viên bách thú ở Bắc Kinh ấy là cái công viên lớn nhất của châu Á. Năm ngoái ấy, thì khi mà lúc mà nghỉ hè đấy thì tôi cũng có đi một lượt tôi ở cái chỗ này ấy, thì tôi nhìn tôi ngắm là ngựa này rồi là các cái loài động vật như là ngựa này rồi gấu gấu trúc này hổ này tôi đặc biệt là rất là thích cái gấu trúc đáng tiếc là lúc bây giờ thì đa số là chúng nó đều là đang ngủ cả đang ngủ tôi đi cái chỗ này đúng cái lúc mà vào Tết cái thiếu nhi đấy thì người và rất là nhiều cha mẹ mà dẫn theo con cái để đi cái vườn bách thú này ở cửa ở cái cổng vườn bách thú thì xếp hàng rất là nhiều người thì trong cái vườn bách thú này thì cực kỳ là láo nhiệt cái bọn gấu gấu trúc ấy thì cũng vì thế mà trở nên là đặc biệt là hoạt bát hơn nó thấy đông người quá nó hãi đi. Đấy, tôi cũng đã chụp rất là nhiều ảnh của tôi còn chụp được rất là nhiều ảnh của chúng nó cấu trúc ấy thì cái thân và cái thân của chúng nó là tròn là mũm mĩm
thì đáng yêu cực kỳ. Và bất kể là tham minh cái số lượng cua là tuy nhiên chứ, tuy nhiên là cái số lượng là không có nhiều, toàn thế giới bây giờ ấy ước chừng là tổng cộng chỉ có hơn 1.000 con thôi. Và hơn 1.000 con thôi. Trước đây thì chỉ có Trung Quốc mới có, trước đây thì chỉ có Trung Quốc mới có gấu trúc. Nhưng mà bởi vì là để mà thể hiện cái tình, để mà thể hiện cái tình hữu nghị từ năm 1957, bắt đầu từ năm 1957 thì Trung Quốc là đem cái gấu trúc này làm cái quà tặng một số các cái đất nước. Hiện tại bây giờ thì rất nhiều các cái người ở trên các quốc gia ở tại cái nước mình thì đều có thể ngắm nhìn được gấu trúc. Danh từ xã hội. Bây giờ ở trên TV cũng mạng nó cho thì đẹp như thế, mình đến mình trông nó như là con chó hay của tôi là trông lông nó bê bết vào mà người nó cái màu trắng nó có thành màu trắng đâu, nó ngà ngà, nó màu nó vàng xỉn đi, xong bắt đầu nó lấm nem nó bê bết lắm, tại vì là nó lăn lộn mà cô. Siêu quay ạ, xã hội nhé. Đất nước Việt Nam của chúng ta, mình thường mình gọi là Việt Nam thôi đúng không ạ? Đấy là tên gọi tắt thôi. Còn tên đầy đủ của mình là gì? Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng không? Thì cái cụm đấy nếu mà dịch sang tiếng Trung thì mình sẽ gọi là cái gì ạ? Đấy, đây là Duy Lán, Sơ Huy, Chủ Y, Hứa. Hứa Búa, để đọc là Cung Hứa Búa. Duy Lán, Sơ Huy, Chủ Y, Cung Hứa Búa. Đấy, đây là tên của đầy đủ của đất nước Việt Nam nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. À. Độc lập, tự do, hạnh phúc là cái gì ạ? Đấy, khẩu hiệu đấy, tuyên ngôn đấy. Độc lập. Tú ly, vâng, tú ly. Vâng, tú ly. Tự do là gì ạ? Tú ly. Dư yếu. Dư yếu và sinh phú. Đúng không ạ? Vâng, tú ly, dư yếu, sinh phú nhé. Mình phải ghi vào đây chứ không cái văn bản của mình bao giờ cũng có thế. Vâng, đúng rồi. Hoặc mình có dịch các văn bản ấy ạ, còn dịch văn bản Việt Trung hay Trung Việt mà có liên quan đến Việt Nam thì đều phải dùng các cái cụm này. Bao giờ cũng có viên án siêu khuê chủ y cung hứa của tú ly dư yếu sinh phụ. Thế thì ngày xưa như là Duy Lán biến chủ chứ nhỉ? Biến chủ cung hứa hả cô? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đấy. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy. Rồi, cái bài này nói về sự cạnh tranh giữa các cái loài trong xã hội đấy ạ. Đọc cho con câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo là gì đây? Tu chỉ gì? Chai xỉa không? Thầy đang viết đúng không ạ? Tu chỉ và tu chỉ xưa quay. Pu chỉnh xưa quay sang tợ rấn không thế mình đọc thế thì chết à. Thế thì mình đọc phải cả đi. Pu chỉnh xưa quay sang tợ rấn rỉ rấn chư chiên giao 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 trinh trinh trân và trinh trân là cạnh tranh trinh trinh trân và nín sân nín sân 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 và sân nín nỉ tợ cửa chủng chữ u chư chiên dĩa dĩa diệu chứ dĩa diệu trinh trinh trân không những là cái người với người trong cái xã hội có cái sự cạnh tranh mà trong rừng ấy thì các cái loài động vật cũng có cái sự cạnh tranh những cái loài thực vật ở trong rừng mà loài thực vật cũng có cái sự cạnh tranh nhá. Rồi, okay. Lại chúng ta có từ sông. Từ sông này là một động từ mang nghĩa là còn thừa lại, còn sót lại cái gì? Sông. Ví dụ trong ngữ cảnh nào? Ví dụ mình có ngữ cảnh này đấy ạ. Xin thiên.
À, trinh thiên kẻ nạ chưa mơ tua trái chưa tu trai tua tua trai và chưa mở tua trai chưa chưa bù oán oán và hái chân hái sưng là hái sưng là hận tua tang ủa tả bao ba tức là hôm nay gọi nhiều món ăn quá hôm nay nhiều gọi nhiều món ăn quá ăn không có hết hết thì còn thừa lại rất là nhiều giúp tôi gói gói mang về nhé ta. Gói mang về đóng hộp mang về được gọi là tả bao đúng không? Đấy là sân. Hay ví dụ câu này ạ, câu này có thể đọc là gì? Bằng chưa chưa ý thêm và chưa y thêm chưa y thêm quan. Bằng chưa y thêm quan tạ ý và tạ y bù phân hơi liếu cẩy cẩy liếu 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 cấy cẩy chứ cấy cẩy hái tang xuế phây và hái tang hơi liếu cẩy hái sự cái chữ này có thể cái chữ này nó bị viết sai đấy ạ và đổi cho con là hơi liếu cẩy hái sự và tăng xuế phây nhá chưa ý chen quan đã ý phu phân hơi liếu cẩy hái sự tăng xuế phây và thế thì chưa y thêm quan tạ y bộ phận quay liếu cải hái chữ tang xuế phây sân và sân sân xe bộ phận chiêu bang chu chúng và chúng hái chữ ta tức là một phần của 10 triệu một mười triệu này đi một phần của cái 10 triệu này thì để làm cái học phí cho con làm cái học phí cho con cái thì cái phần thừa còn lại thì có thể giúp được những học sinh nghèo và giúp đỡ trẻ em nghèo thì chúng ta có từ sân xa đúng không còn thừa lại cái gì đấy rồi ok xa khử quấn tận đây đúng nhá xem nội dung của bài này người ta giới thiệu về cái gì đây ở dưới kia là phu chỉ và phu chỉ xưa huy sang tạ dấn phu chỉ xưa huy sang tạ dấn vị dấn chư chiên hiểu trinh chân trinh chân nín sân nỉ tạ cưa trung chữ u sân nín bằng sân nín nỉ tạ cưa chủng chữ u chư chiên dế hiểu trinh chân chưa y tiễn dạ phu trí quai chữ u quay quay là giáng quang không chi hứa xuẩy dĩa trinh chân ý xưa cao tạ ở bằng hứa xuẩy ở trinh chân ý xưa cao tạ chữ u quáng quảng nấng hua tứa cân tua tạ giáng quang không chi hứa xuẩy ở sân xia tạ đọc là ở sân xa tạ ý xưa ở sân xa và ở sân xa tạ ý xia bị treo đi ải tạ chữ u chiêu chữ lấn chàng trai chưa xia cao tạ chữ u tạ xe men diếu dúy chi hâu bằng diếu dúy chi hâu theo chen phu thúng sư chia cưa tạ chữ u cưa ti và cưa ti chữ u dê chữ tạ giang chữ dĩa hẳn pu xiang thúng trai noạn chữ trai noạn hứa bằng trai noạn hứa xoáy phân bị treo tua tạ ti phang dê chữ quáng quảng tráng tứa yêu ta yêu hâu trai giáng quang thưa phía ni hai xoáy phân xảo tạ ti phang dê chữ chiêu huy chẳng tứa yêu si yêu chẳng yêu si yêu chẳng bằng yêu si yêu chẳng chẳng chứ cô nhỉ chẳng là dài và yêu si yêu chẳng đấy ạ phu chỉ vâng ạ là
Đọc một lần nữa hả cô? Vâng, thầy đọc lại lần nữa đi ạ. Vâng. Bù chỉnh sư huy sang tờ dẫn, chủy dẫn, chư chiên diệu, trinh chân, trinh sân chứ, trinh sân, sân nín, sân nín chứ nhỉ, sân nín nỉ, bằng sân nín tờ cớ chung chữ u chư chiên, dế diệu, dế diệu, trinh sân, chưa y tiễn, chưa y tiễn dĩa, bù trí quai, chữ u, huy quay là giáng quang cung chi hứa xoáy ở trinh sân ý xưa cao ta tạ chữ u quán quảng lấn vua tứa cân tua tạ giáng quang cung chi hứa xoáy ở sân xa tạ ý xưa tỷ treo tỷ ti ải chứ ti ải ti ải tạ chữ u chiêu chữ lấn chàng trai chưa xưa cao ta chậm tợ và cao cao ta chữ u tợ xe men diếu chú ý chi hâu khéo chen tu thúng sư chia cưa ti chữ u dìa chữ tợ giang chữ dìa hẳn pu pu xen thúng trai loạn hứa xoảy phân bỉ treo tua tợ ti phang dĩa chữ quán quảng chẳng tứa gieo ta gieo hâu trai giáng quang thưa bía ni hai xoảy thân xảo tạ ti phang dĩa chữ chiêu huy chẳng tứa diêu si diêu tráng phân ý sao nào vâng không chỉ không chỉ giữa người với người trong xã hội có cái sự cạnh tranh với nhau, giữa các loài thực vật ở trong rừng cũng có cái sự cạnh tranh, điều này là không có lạ lẫm một chút nào cả hoặc không kỳ lạ. Thực vật sẽ vì ánh nắng, không khí và nước mà cạnh tranh nhau. Một số thực vật cao lớn, thực vật lớn cao lớn thường có thể đón nhận được nhiều cái ánh nắng, không khí và nước hơn. Còn một số thực vật khá thấp bé còn lại chỉ có thể sống ở phía dưới những thực vật mà cao lớn này. Bởi vì điều kiện khí hậu khác nhau, hình dáng lá của thực vật các nước trên thế giới cũng rất là khác nhau. Khác nhau ở nơi ấm áp thì lượng nước khá nhiều, thì lá cây thường là trông vừa to lại vừa là dày. Nơi ánh nắng đặc biệt là gay gắt, lượng nước ít thì lá cây sẽ trông vừa nhỏ mà lại vừa dài. Rồi, được chưa? Tốt. Tiếp theo là sẽ có từ hải dương ạ. Hải dương ở đây có thể dịch là âm hán Việt là hải dương đấy, hay chính là biển đấy, đúng không? Hải dương. Tỉnh Hải Dương của thầy thì lại không lấy được chữ dáng này đâu. Dáng là chữ dương là mặt trời. Chỉ mặt trời cơ mà. Nghĩa nói chung là tùy vào cái mục đích mà người ta lấy là chữ gì thôi. Mà trời và biển, tức là Hải Dương là bao gồm cả trời cả biển. Còn Hải Dương này là chỉ dùng biển không thôi. Ở Hải Dương của thầy có một cô có thấy con thấy dạy khá là nổi tiếng, cô Hương Ngàn gì đấy, thầy có biết đến cô đấy không? Cô nào ạ? Cô Hương Ngàn gì đấy, con thấy cũng ở Đông Ngàn Hải Dương hay gì đó đấy, con thấy cô đấy cũng nhiều đông học viên lắm ạ. Thầy không nghe thấy bao giờ. À thế ạ, không, tại vì chắc cô đấy không dạy YouTube nên chắc thầy không biết. Rồi bác một túi xa nào, đọc cho con câu số 1 này xem nhé. Ti chiếu sang tạ ti chiếu sang ta duy tại phân chư chi sứ y tạ ti phang sư lán xưa tạ hải giáng. Vậy ạ. 71% là nơi 71. Vâng. 71% hoặc là cái này có thể có nhiều cái cách dịch lắm. Ví dụ trên bề mặt trái đất thì 71% là màu xanh của nước biển chẳng hạn, thế là hoặc là màu xanh của biển xanh. Hoặc là
hoặc là khoảng 71% bề mặt trái đất đúng không? Là biển xanh hoặc là biển. Đã. Hay ví dụ câu này ạ. À? Chúng ta có một từ đó là hải giám quản, kiểu các cái viện gọi là bảo tàng, gọi là hải dương học đấy, các viện hải dương học hay là các cái kiểu thủy cung ấy, hay người ta hay tổ chức để vào tham quan đấy, gọi là các hải giám quản. Châu mô của ba ba ma ma tráng tráng tại của truy hải giáng quản tham quan, là cuối tuần tôi bố mẹ tôi thì thường là dắt theo tôi đi thăm cái viện hải dương học, là thủy cung ấy, tham quan cái thủy cung hải dương học cũng được. Tiếp theo chúng ta có từ tỉ ạ. Tỉ là nghĩa gốc là cái đáy đấy đúng không ạ? Cái từ này mà hay đứng cuối thời gian đấy, cuối các cái danh từ chỉ thời gian mình gì là cuối của cái gì đấy. Ví dụ mình có từ nhãn tỉ này, hay là duê tỉ đấy, cuối năm hay là cuối tháng. Thế ngoài ra là ngoài nó còn dịch là đáy của một cái vật nào đấy nữa. Đấy. Tây tự tỉ. Cuối ngày của đồng có. Thiên tỉ hả? Thường con không thấy ít thì ít người ta nói thiên tỉ ạ. Và cuối năm cuối tháng, nhãn tỉ. Quê tỷ. Đấy, hay là hải giáng tỷ, gì là dưới đáy đại dương, hay gì là đáy. Hải giáng tỷ. Rồi nè, ví dụ đọc cho con câu này xem. Ví dụ như có cái từ nào mà người ta nói như Việt Nam mình gọi cái đáy lòng, nói tận từ đáy lòng ấy. Được ạ, chai xin tỉ, được ạ, nhá, người ta có thể nói chai xin tỉ đấy ạ, xin tí lỉ đấy, được ạ. Xin tí lỉ phẳng cô đấy, nói tận từ trong cái đáy lòng mà. Đây. Có dùng từ đấy đấy ạ. Chai mấy ly tợ hải giáng tỉ, sư chia lỉ, sân húa trợ, cửa chung, cửa giang tợ, chứ u tợ. Tung u và ở cái đáy đại dương trên trong cái thế giới của cái đáy đại dương thì bằng cuộc sống thì các cái loài mà thực vật thì có rất là nhiều các cái loài mà động vật và thực vật sinh sống trong thế giới đáy hải dương xinh đẹp đúng không, hay là dưới thế giới đáy biển xinh đẹp cũng được, có rất nhiều loài động thực vật sinh sống, mình có thể dịch chung chung như thế. Tiếp theo là rống rán ạ. Rống rán bằng cái từ khái ạ. Vẫn rống rán còn những cái từ này sẽ hay dùng trong văn viết nhiều. Rống rán chỉ tình huống như cũ, không có sự thay đổi. Ví dụ bằng chiêu xoan trai chỉ cung sư mỹ sân tạ hái tỷ và hái tỷ nghĩa rống ráng lấn tham tao tung si. Nghĩa là sao ạ? Chiêu xoan trai chỉ cung lý sân tạ hái tỷ lý rống ráng nghĩa lấn tham tao tung si. Vâng, tức là trong cái cung lý chỉ cung lý sân tạ ở các mấy cái nơi mà cái này là dịch là như thế này nhé, lý sân này tạ thì đây là mấy km đấy, hay thế còn sân là sâu đúng không, hải tỷ là đáy biển, tức là cho dù là dưới đáy biển mà có cách cho mặt nước ấy, có cách mặt nước khoảng đến mấy cây số đi chăng nữa thì vẫn có thể nhìn thấy đấy ạ. Cái đáy biển thế thì ví dụ là cho dù là cái đáy cách cho dù là cái đáy biển cách hàng sâu đây này, phải không ạ? Có sâu hàng mấy km đi chăng nữa thì vẫn thấy là nhiều, vẫn nhìn thấy nhiều loài động vật thực vật, chẳng ai dịch là các thứ ở đây được, tung u mà. Số 2 ạ. Bằng dẫn bị bằng dẫn bị tung y sung mính tan tung u dâng rán dẫu hấn cua chứ tứa dẫn xuế trí tạ ti phang. Người thì thông minh hơn là động vật, nhưng mà động vật là còn có rất là nhiều, nhưng mà con người cũng cần phải học tập động vật rất là nhiều thứ. Đúng rồi.
Số 3. À, thú chiếu sư bị sai sứ, chú của triệu sứ bằng triệu sứ phân trung hầu dâng gián sư lính bị lính an trao quê tinh hứa ý xin chính che sứ trang cha sứ để đọc là cha sứ cha vâng cha sứ trang lái chuế tinh sủ dính sủ dính lái chuế tinh su dính vâng su dính thế khi mà cái trận cái để chuế sai trận chung kết bóng đá vâng thế cái trận chung kết bóng đá này là khi mà chú chiếu đúng rồi chú à, đúng rồi. Tức là cái trận là vào cái trận chung kết bóng đá này nếu như là đến cái phút cuối cùng ấy mà tỷ số vẫn là 0-0 thì chiếu theo cái quy định sẽ đá một cái hiệp phụ để quyết định thắng thua. Rồi ạ. Đây cha xứ đây, vâng, cha xứ. Tức là thêm cái thời đá thêm giờ đấy, đúng rồi. À. Hiệp phụ cũng được. Weller什么什么 ở đây là cấu trúc một cấu trúc. Đằng trước thì sẽ biểu thị là gì? Vì một cái mục đích nào đấy. Sau Weller sẽ là một mục đích hay một mục tiêu nào đấy. Thế còn sau chữ ở là gì? Thể hiện cái hành động để chúng ta thực hiện mục đích đó. Vì một cái mục đích gì mà chúng ta sẽ thực hiện cái gì đó, đúng không ạ? Lại cấu trúc vì hay là cái gì đó mà. À, chữ U vào. Chữ U. Bằng chữ U. Weller giáng quang. Khung chi chi bằng khung chi hứa xoảy. Ở trinh sân. Động vật ấy sẽ vì là cái ánh nắng mặt trời, không khí và nước. À, thực vật sẽ vì ánh nắng mặt trời, không khí và nước mà cạnh tranh nhau. Và bảy phân nhủy và bảy phân nhủy nán phân quay là bị sấy cơn diệu lớn đi. Ở bằng ở bằng ở ở chảo lơ chỉ lái tha mân chế tê tinh xoáy lớn tả dân mấn chân sang tợ ta y thua teo thì đọc là thua teo thua teo và thua teo thấy chiêu dính là tức là cái gió của miền Bắc so với gió của miền Nam ấy, thì có rất là nhiều các cái câu này là một câu người ta lấy hình ảnh ví von so sánh ạ. Chúng ta sẽ phải tức là kể một cái câu chuyện để từ cái câu chuyện này mà chúng ta có thể là liên hệ đến một cái ý nghĩa nào đấy nó rộng lớn hơn. Cái này là dịch là gió Bắc và gió Nam, đây là hai nhân vật trong một cái câu chuyện, hai nhân vật trong câu chuyện hiểu như kiểu chuyện ngụ ngôn ấy, người ta mượn hình ảnh gió. Tức là gió Bắc và gió Nam làm sao đây ạ? Weller pỉ sấy tân hiểu nướng ly tức là sao? Vì cái việc đó là so sánh xem là ai có năng lực hơn ai mà nó đã chảo nó chỉ lái thế là sao? Chảo là trong từ chảo cha là cãi nhau đấy. Đấy, tức là gió Bắc và gió Nam cãi nhau vì cái việc là ai sẽ có năng lực hơn ai. Đó. Thế thì để chứng minh được cái điều này thì làm sao? Tham ân chuế tinh ở đây là gì ạ? Bọn nó đã quyết định rằng là bọn nó quyết định là ai mà mang được cái bộ quần áo đó. Thua teo tức là sao? Thua teo có nghĩa là cởi bỏ đấy, bình thường có nghĩa là cởi bỏ. Thế thì gió thì mình dịch là thổi bay cũng được. Ý hai cái thằng gió Bắc và gió Nam nó chứng minh năng lực của mình bằng cách đó là gì? Nó bảo là đứa nào mà bây giờ gọi là thổi bay được cái ta y ở đây là cái áo khoác ở trên cơ thể người kia kìa. Đó, tức là con người đang mặc ở trên cơ thể người thì thằng đấy nó sẽ thành chiến thắng. Đấy nhá, được chưa? Ý của cái câu này là như vậy. Gió Bắc và gió Nam cãi nhau vì việc là ai có năng lực hơn ai và chúng đã quyết định rằng là bây giờ đưa ra một cái luật đúng không, là ai mà thổi bay được cái bộ quần áo ở trên người kia thì làm sao đây ạ, sẽ người đấy sẽ là người chiến thắng nhá. Đấy. Sư rán chung à, sư rán chia chung u xảo tông u hứa chữ u quay là bảo u chư chỉ ớ bằng ớ cải biên sân thị tợ dán xưa của giang trực sử chư chỉ chấn quấy châu quấy quán trinh tạ y bù phân, tức là trong cái thế giới của tự nhiên ấy, không ít cái động vật và thực vật vì là để mà bảo vệ mình mà thay đổi cái màu sắc giống như là cái giống tức là ý là giống như thế đấy,
sẽ khiến cho nó sẽ để cho mình là trở thành giống như là cái chung giống giống như là giống như là tất cả các cái môi trường xung quanh, giống như cái môi trường xung quanh. À, nói chung là cũng hiểu ý rồi đúng không ạ? Tức là trong dưới tự nhiên có không ít các loài động vật và thực vật vì mục đích là bảo vệ bản thân mình mà nó đã thay đổi những cái màu sắc hay là hình dáng trên cơ thể của nó để gọi là như kiểu là hòa nhập với lại cả, hay là để khiến cho bản thân mình trở thành một phần trong cái giới tự nhiên đó đấy, hay là một phần của cái môi trường xung quanh đó. Tức là ví dụ như nó sẽ đổi màu này đúng không, để giống như màu của cây lá để người con người không phát hiện ra, hay là nó sẽ đổi hình dáng nào đấy để cho kiểu được các cái loài động vật may ăn thịt nó không phát hiện ra đấy. Thì đấy là kiểu một trong những cái mà để nó bảo vệ nó thôi. Tiếp theo là chúng ta có động từ thái lia, sắp xếp. Sắp xếp cái gì đó theo thứ tự hoặc là trình tự nhé, thì nó gọi là thái lia. Thái lia, sắp xếp thứ tự trình tự. Chúng ta có từ câu đó là thái lia xuân suy đấy, có một cái dạng bài là thái lia xuân suy đấy, sắp xếp trật tự đấy. Các câu đấy, ả truy tự thái lia xuân suy đấy. Chính bả xa men là xa men mà chính bả xa men tạ truy trự thái lia xuân trự xuân suy, để đọc là xuân suy xuân suy và xuân suy. Hãy sắp xếp thứ tự của các câu dưới đây. Thế có từ thái lia. Đó, tiếp theo thì nó có từ mông ạ. Mông ở đây là giấc mơ, ước mơ. Mông. Vậy chúng ta có từ gì đấy ạ? Của Chúa Thiên Chúa là ý cưa, tùy đọc là mông nhé. Của Chúa Thiên Chúa là ý cưa, ưa mông. Ưa mông. Ưa bằng ưa mông và ưa mông. Ưa mông và ưa mông. Tha tứa xuây bu xuây cháo. Xuây bu cháo treo, tùy đọc là tha xuây bu cháo. Vâng, xuây bu cháo treo. Hôm qua tôi gặp một cái cơn ác mộng, sợ đến nỗi là không ngủ tiếp, không ngủ được. Chúng ta có một cái cụm đó là pía bái thiên chua mông, nó này rất hay ạ, bái thiên chua mông. Pía bái thiên chua mông, đừng nằm mê mơ giữa ban ngày. Pía bái thiên chua mông. Nị tờ mông chẻng sư sần ma. Cái giấc mơ của bạn là gì? Rồi nào, chúng ta cùng xem câu bài cuối cùng nhé. Nội dung là gì đây ạ? Thi chiếu sang ta duê bải thân chư chi sứ y tợ ti phang sư lãn xưa tợ hải giáng trai mấy ni tợ hái tỷ sư chia lý sân múa chợ cửa chung cửa giang tợ chứ u tợ tung u của mân xẻo sứ hâu tâu thinh cua mảy rấn rủy rủy chặt rủy rủy tợ cu sư chí sứ chân chân tợ hái tỷ sư chia tỷ cu sư lý xẻ tợ cân mảy khư xuế gián châu pha sen hải giáng ti pu han sang truy phây trắng an trinh gián ớ truy phú sư y tiễn sân yên dĩa mấy dẻo hải ti tạ tung u mẫn y chữ trai xua hoa chữ phú cua rấn chữ vũ cua rấn tạ tua sư thinh phú tao tạ linh quai siêu xoan trai chỉ cung nỉ sân tạ hái tỉ dĩa dân rán nấng khan tao tung si thủy tua quý thủy tua quý huy pha chu cơ chủng gián xưa tạ lén quang xiang ý cưa
ý cưa cưa thái bia chỉ nái tợ tân bảy trí là chiêu sang trai mừng nỉ ý giang thi chiếu và thi chiếu sang ta thi ti chiếu chứ ti chiếu sang ta duệ dê và sang ta dê tại phân chư chi sứ y tợ ti phang sư lán xưa tạ hải giáng trai mấy ni tợ hái tỷ sư chi lỉa nỉ sân húa trợ cưa chủng cưa giang tợ chứ u hứa tung u của mân sứ của mân xẻo sứ hâu tâu thinh cua mấy dấn dúy tợ cu sự chí sứ chân chân tợ hái tỷ sư chia bỉ cu sư lý xỉa tợ cân mấy cưa xuế gián chiêu pha xiên hải giáng tỷ bu han sang truy phây tráng an trinh gián ớ chuê phú sư y tiễn sưng sưng in dĩa mấy dẻo hải ti vâng hải ti tợ tung u mấn y chứ trai chua hoa chữ phú cua rấn tợ ở tua sư thinh phú tao tợ đinh quai chiêu xoan trai chỉ cung nỉ sân tợ hái tỷ dĩa dân rán nấng khan tao tung si thủy tua dúy huy pha sân cơ chủng gián xưa tợ theo len len quang và tợ len quang xiang ý cơ cưa thái nia chỉ lái tợ tân mảy trí là chiêu xiang trai mâng nỉ ý gia phân ý cha và khoảng 71% bề mặt trên trái đất là màu xanh của đại dương, trong thế giới tươi đẹp dưới đáy biển có đủ loại thực vật và động vật sinh sống. Chúng ta khi mà còn nhỏ đấy, mỗi chúng ta đều đã từng được nghe cái câu chuyện về làng tiên cá. Thực ra trên thế giới thực ra cái thế giới dưới đáy biển ấy, thật sự còn đẹp hơn những gì viết trong cái câu chuyện đó. Nghiên cứu khoa học phát hiện là phần đáy biển ấy nhìn có vẻ vô cùng yên tĩnh, tuy nhiên lại không phải tuy nhiên lại không phải không có chút âm thanh nào. Các động vật dưới đáy biển luôn là nói chuyện với nhau, chỉ có điều là tai của con người của chúng ta không có thể nghe được. Ngoài ra cho dù ở độ sâu vài km dưới đáy biển cũng vẫn có động vật và thực vật cũng vẫn có thể nhìn thấy động vật và thực vật. Rất nhiều loài cá sẽ phát ra các loại ánh sáng có màu sắc giống như là từng ngọn đèn sắp xếp theo thứ tự vô cùng là đẹp đẽ, giống như là đang ở trong mơ, đang trong giấc mơ vậy. Ok, đấy, hôm nay dịch rất hay ạ. Rồi. Hiểu về xem chế tao chưa nhé, hôm nay chúng ta học đến đây đi ạ. Cảm ơn cô.